皆さん、こんにちは。今日はみんなの日本語第一課の言葉を勉強しましょう。じゃあ、本来chúng ta sẽ học phần từ vựng của bài số 1 giáo trình みんな。Ở đây thì mình mỗi slide mình sẽ có tranh minh họa này, nếu mà mình kiếm được tranh là phù hợp. Ví dụ một số phó từ thì mình rất là khó để kiếm tranh phù hợp, thì mong các bạn thông cảm nhé. Và mỗi slide thì nó luôn có 4 ô. Ô thứ nhất là viết từ đấy bằng chữ Hán như thế nào. Ô thứ hai là âm Hán Việt của nó. Ô thứ ba là cách đọc trong tiếng Nhật. Và ô thứ tư nó là nghĩa trong tiếng Việt. Thì ở cấp độ sơ cấp ấy, có nhiều bạn quan niệm là chỉ cần nhớ hai cái ô ở dưới này là được, không sao. Thế nhưng mà nếu cứ giữ cách học như vậy thì về lâu dài các bạn học lên trung cấp ấy, các bạn học tầm N3 sẽ rất là khó. Nên mình vẫn mong là các bạn có thể là chưa nhớ hết được. Hai cái bên dưới thì bắt buộc phải nhớ, nhưng hai cái bên trên là nên hiểu. Hiểu để mà sau này mình tư duy nó dễ hơn. Rồi, mình sẽ kết hợp với băng đọc nhé. Kotoba Watashi. Watashi tức là tôi. Đây chính là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất của tiếng Nhật. Và từ tiếp theo của chúng ta là Watashitachi. Các bạn nhớ là khi học tiếng Nhật nhé, nó có cái gọi là accento, tức là cái trọng âm. Nó hơi giống tiếng Anh ở điểm này. Và chúng ta sẽ phải nghe thật là kỹ băng để xem là trọng âm nó đang rơi vào đâu nhé, cao thấp như thế nào. Watashitachi. Watashitachi tức là cái âm chi ở giữa nó sẽ hơi bị lướt đi một chút. Thì nhớ là trong tiếng Nhật này, nếu âm chi là đường cuối cùng thì nó sẽ được phát âm rõ. Còn nếu sau âm chi đấy mà có các chữ khác nhé, thì chúng ta sẽ đọc lướt cái âm chi đấy đi. Và watashitachi có nghĩa là chúng tôi hoặc là chúng ta, tùy ngữ cảnh mà chúng ta dịch. Từ tiếp theo, anata. Ano. Anata có nghĩa là bạn, tức là đây là ngôi thứ hai số ít trong tiếng Nhật đấy. Anohito. Anohito có nghĩa là người kia, tức là mình chỉ vào ấy. Ở đây có một bức tranh nó hơi hài hài một chút ấy. Anohito, cái thằng kia là cháu đúng không? Và con bé này nó gật gật đầu, nó bảo hey, vâng đúng rồi bác ạ. Chắc là đang nhận diện thủ phạm đấy. Anokata. Anokata có nghĩa là vị kia. Thì đây là cách nói lịch sự hơn so với cái cách là Anohito nhé. Ví dụ mình muốn hỏi là vị kia thì là giám đốc của công ty đối tác phải không nhỉ? Tức là ngay trong cái câu hỏi đầu tiên đấy, mình đã phải thể hiện sự tôn trọng ấy, với đối phương, với người được nói đến. Thế thì mình sẽ nên dùng Anokata hơn so với là Anohito. Minasan. Minasan sẽ là cái từ mà các bạn được nghe rất là nhiều ở trên lớp. Từ này có nghĩa là các bạn ơi, mọi người ơi, các bạn, mọi người, tức là chỉ số đông ấy, mà mình đang hướng đến. Đó. Mình có cái khung tròn đang để vào đây. Đó, tiếp theo. San. Đấy. San là hậu tố để gọi tên người một cách lịch sự. Ví dụ các bạn gọi nhau ở công ty, hoặc là các bạn chưa thân lắm nhé, mà gọi tên bạn bè ở trong lớp học chẳng hạn, thì sẽ gọi tên cộng với san vào. Chan. Đấy. Chan thì là hậu tố để gọi tên các bé gái. Và chúng ta thấy là các bạn xem hoạt hình của Nhật chẳng hạn thì sẽ thấy bạn Suka, thì tên gốc của bạn ấy là Shizuka. Thế thì Nobita hay gọi bạn ấy là Shizuka-chan. Hay đây là hình ảnh của hoạt hình rất là nổi tiếng của Nhật, đó là Chibi Maruko. Và vì bé rất là dễ thương nên bé còn hay được gọi là Maru-chan, hiển thị đây là một bé gái. Đối lại với chan là bé gái thì mình có cái từ này Kun. Có nghĩa là hậu tố để gọi các bé trai hoặc là người kém tuổi mình. Trong công ty thì các sếp lớn cũng có thể gọi các nhân viên nữ trẻ trẻ là cưng cũng được, thể hiện là em ấy rất là năng động chẳng hạn. Chứ gọi là chẳng tự nhiên nghe nó hơi, nó không phù hợp với cái văn hóa công sở. Jin. Jin có nghĩa là hậu tố chỉ người. Chúng ta sẽ lắp tên đất nước vào trước từ này nhé, và nó biến thành từ chỉ quốc tịch luôn. Ví dụ nước Việt Nam là Bê Tô Nam Mự,
Thế thì khi các bạn giới thiệu là người Việt Nam ấy, thì các bạn sẽ nói là mì tôi là mujin.